Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Đã khá là lâu rồi thì mình mới có hứng thú để mở hộp một sản phẩm mới như này. Tại sao mình lại có hứng thú để mở hộp cái giỏ này? Bởi vì thứ nhất là cái giỏ này nó có một mức giá cực kỳ rẻ, chỉ 4 triệu rưỡi mà các bạn đã có thể sở hữu được một sản phẩm với mức RAM là 6GB rồi. 6GB vào đây là một sản phẩm mới hoàn toàn luôn nhé. Với cả cái thứ hai nữa là đã khá là lâu rồi mình mới mở hộp một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Lenovo. Và cái sản phẩm mà mình muốn mở hộp cho các bạn ngày hôm nay có tên là Lenovo Z5. Nếu mà bạn nào để ý thì cách đây khoảng 2 năm rưỡi đến 3 năm thì Lenovo cũng tương đối nổi ở thị trường Việt Nam, bởi vì là mức giá của họ lúc đấy cũng rất là tốt. Tuy nhiên kể từ khi Xiaomi vào thì Lenovo họ bắt đầu bị chìm đi và họ rất khó có thể cạnh tranh được giá với cả các cái sản phẩm của Xiaomi. Với cả có một thời gian là Lenovo sử dụng tương đối nhiều những sản phẩm mà chạy chip MediaTek, nên là người dùng thì họ vẫn chuộng chip Snapdragon hơn. Đấy, còn hôm nay mình sẽ mở hộp một cái sản phẩm Lenovo mà mình nghĩ rằng là cái mức giá của nó có thể cạnh tranh được với bất kỳ sản phẩm điện thoại nào, không chỉ riêng gì Xiaomi. Về cái cách đóng hộp của sản phẩm này thì nó khá là đơn giản thôi. Ở phía trên chúng ta sẽ có một tông màu trắng, còn phía dưới chúng ta sẽ có một tông màu đỏ. Đấy, sự kết hợp giữa màu đỏ trắng như này rất là giống cờ Indonesia, đúng không nào? Đó, và mình đã lật cả mặt sau lên này, nó lật cả các cái cạnh lên ấy, thì mình không thấy có in các cái thông tin về cấu hình của sản phẩm này. Mà lát nữa thì chúng ta bắt buộc phải mở hộp cái sản phẩm này ra thì nó mới có những thông tin về cấu hình của giỏ này. Đó, sản phẩm của chúng ta thì vẫn còn nguyên siêu luôn. Đấy, vẫn còn cả siêu này, cũng như là có cả tem dán ở đây nữa. Bây giờ thì mình sẽ bóc hộp cái giỏ này ra nhé. Mình sẽ nhờ tới sự trợ giúp của cây kéo này. Rồi, sản phẩm mới khác siêu rất là chặt luôn. Đó. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Lenovo Z5. Đây, mình sẽ để cái sản phẩm này qua bên nhé. Tiếp theo nữa là ở bên trong hộp chúng ta sẽ có những gì? Chúng ta sẽ có một cái que chọc SIM này. Ở đây nữa thì chúng ta sẽ có những tập sách hướng dẫn sử dụng này. Tất nhiên rồi, các sản phẩm của Trung Quốc thì luôn luôn đi kèm theo một cái ốp lưng nữa. Chúng ta sẽ có một cái ốp lưng dẻo. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có một cái củ sạc của Lenovo. Và mình thấy là củ sạc này khá là lớn, dòng điện cũng rất là lớn và mình nghĩ là đây sẽ là một cái củ sạc nhanh. Đó, và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một sợi cáp chuẩn USB Type-C. Rồi, như vậy là hết rồi, đây là toàn bộ phụ kiện của chiếc Lenovo Z5 này. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Lenovo Z5. Các bạn có thể nhìn thấy là cái siêu mặt này của nó này thì không có bất kỳ những thông tin gì ở đây cả. Bình thường như một số những cái dòng điện thoại khác ấy, thì nó có in những cái thông tin ở siêu mặt này. Tuy nhiên cái dòng này thì nó không in bất kỳ một thông tin gì ở siêu mặt cả. Bây giờ thì mình sẽ bóc cái siêu mặt này ra nhé. Chắc là cũng không muốn khoe, mặc dù là cấu hình rất là khủng khiếp nhưng không muốn khoe đấy. Rồi, ok, chúng ta sẽ có một cái sản phẩm mà màu này mình thấy là màu tím than đấy. Và nó có thể thay đổi cái sắc độ dưới ánh sáng. Đó, một màu tím than rất là đẹp mắt. Ở phía mặt trước này chúng ta sẽ gồm một cái màn hình tai thỏ như thế này. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái camera trước với độ phân giải là 8 megapixel, loa thoại kèm theo đó là các cái cảm biến. Ở phía dưới này thì hoàn toàn trống trơn bởi vì là ba cái phím điều hướng của họ thì đã đặt ở bên trong màn hình rồi. Đối với cả Lenovo Z5 thì mình thấy là cái phần phía trên này của nó này, cũng như là cái cạnh hai bên này của nó này, thì nó làm tương đối mỏng. Đó, mỏng có thể coi là mỏng ngang với iPhone 10 đấy. Khi mà các bạn bật cái phần phone này lên ấy thì các bạn thấy là gần như là không có một cái tí viền đen nào ở bên trong màn hình nhá. Tất nhiên là cái viền đen này là cái viền đen ở bên ngoài màn hình thôi, còn ở bên trong màn hình thì gần như là không có này. Đấy, nó rất là thật luôn này, các bạn thấy không? Đó, tuy nhiên là cái viền dưới này của nó này thì nó vẫn làm dày hơn là iPhone 10, bởi vì rất hiếm hãng có thể để một cái viền dưới mà nó mỏng như iPhone 10. Còn nếu mà so với cả một số những cái chiếc điện thoại khác của Xiaomi thì cái viền dưới này của Lenovo mình cảm thấy rằng là nó làm mỏng hơn là viền dưới của một số các chiếc điện thoại của Xiaomi. Và những cái đường bo ở bên góc này này thì mình thấy là nó cũng bo gắt hơn, nghĩa là nó bo cong hơn. Đấy, nó bo rất là cong luôn. Bình thường các hãng khác thì họ chỉ bo ở mức độ bình thường thôi, thì cái hãng này thì nó bo ở phía dưới góc này bo rất là lớn luôn. Ở phía bên cạnh trái thì chúng ta sẽ gồm một cái khay để chứa SIM và thẻ nhớ. Cái khay SIM này thì nó là khay SIM Lite, nghĩa là chúng ta có thể lựa chọn là 2 SIM hoặc là 1 SIM 1 thẻ nhớ. Ở phía bên cạnh phải thì chúng ta sẽ gồm phím nguồn cũng như là phím tăng giảm âm lượng. Riêng cái phím nguồn này thì nó được làm những đường rãnh răng cưa khiến chúng ta cầm vào nó bám tay hơn, với cả dễ nhận biết hơn với cả phím tăng giảm âm lượng. Ở phía bên cạnh dưới chúng ta sẽ gồm cổng USB Type-C, mic thoại, loa ngoài, kèm theo đó là rắc cắm tai nghe 3,5mm. Rất là vui khi mà cái sản phẩm này nó vẫn giữ được cái rắc cắm tai nghe 3,5mm.
Ở phía bên cạnh trên chúng ta sẽ gồm một cái mic phụ để thu âm. Và phía mặt sau này thì các bạn có thể thấy là cái sào này có một cái thiết kế nó tương đối giống như là iPhone 10. Tất nhiên là rất nhiều các hãng điện thoại năm nay cũng đều có một cái thiết kế là phía trước là tai thỏ và phía sau thì là camera kép đặt dọc rồi. Tuy nhiên là nếu mà để ý kỹ hơn ấy, thì chúng ta có thể thấy là cái mặt lưng của sào này nó khá là giống với cả Xiaomi Mi 8 SE. Bộ đôi camera kép ở phía mặt sau này thì sẽ gồm hai camera, với camera chính độ phân giải là 16 megapixel của độ f/2.0 và một camera hỗ trợ xóa phông có độ phân giải là 8 megapixel. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có đèn flash kép kèm theo đó là cái cảm biến vân tay một chạm. Đây, cảm biến vân tay một chạm, các bạn chỉ việc chạm vào là máy nó đã có thể mở khóa ra rồi. Đó. Và phía dưới này chúng ta sẽ có logo của sản phẩm Lenovo. Cái mặt lưng này thì nó là mặt lưng kính và nó để lại rất là nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Đấy, nếu mà bạn nào sử dụng cái phiên bản màu đen như thế này thì các bạn có thể thấy là nó để lại khá nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Còn nếu mà các bạn nào mà sử dụng cái phiên bản màu trắng ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ ít mồ hôi và dấu vân tay hơn. Quay trở lại với phần màn hình của sản phẩm này ấy, thì cái sản phẩm chúng ta sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 6,2 inch, độ phân giải là Full HD cộng. Và cái tấm nền ở trên cái màn hình này thì nó là cái tấm nền IPS. Cái màn hình này thì có một cái tỷ lệ màn hình rất là lạ, đó là 18:7:9. Nghĩa là cái độ phân giải của nó sẽ là 1080 x 2246 pixel. Và cái mật độ điểm ảnh cho ra ở trên cái sản phẩm này nó là khoảng trên 400 ppi. Và có một cái điểm mà mình cần các bạn phải chú ý, đó là cái kính cường lực được trang bị ở trên cái sản phẩm này nó chỉ là kính cường lực Gorilla Glass 3 mà thôi. Thì đây cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta phải chú ý, bởi vì là bây giờ kính cường lực là đa số là các hãng đã trang bị kính cường lực Gorilla Glass 5 rồi. Tuy nhiên là có thể là để cắt giảm chi phí, Lenovo chỉ trang bị cho cái sản phẩm này kính cường lực Gorilla Glass 3 mà thôi. Về phần màu sắc của cái màn hình này, các bạn có thể thấy là cái màn hình này có một cái màu sắc nó rất là trong trẻo, cực kỳ tươi luôn. Mặc dù đây là màn hình IPS, tuy nhiên là cái màn hình này cho một cái màu sắc tương đối là rực rỡ. Đó, mình đã để max độ sáng lên rồi. Và các cái icon, các biểu tượng ở trên cái màn hình này, các bạn nhìn thấy là nhìn nó rất là tàu, đúng không nào? Nhìn nó khá là trẻ con. Về phần hiệu năng cũng như là về cái phần cấu hình ấy, thì có lẽ là cái phần mà các bạn quan tâm nhất ở trên cái sản phẩm Lenovo Z5 này. Thì khi mà chúng ta vào About Phone, chúng ta sẽ thấy là cái sản phẩm này sẽ sở hữu một bộ nhớ trong là 64GB. Và hiện tại khi mình chưa cài bất kỳ một game ứng dụng nào vào đây thì nó còn chống 46,59GB. RAM đi kèm theo đó là 6GB RAM. Đó. Và máy sẽ chạy sẵn phiên bản Android 8.1.0. Và cái con chip được sử dụng trên cái sản này đó là con chip Snapdragon 636. Một cái con chip mà cho một cái điểm hiệu năng cũng như là cái khả năng chơi game khá tốt trong cái phân khúc giá từ 4 đến 5 triệu đồng. Về phần giao diện của sản này thì nó hơi khác một chút. Đấy là khi chúng ta kéo từ dưới lên này thì chúng ta mới có thể bật tắt nhanh được Wi-Fi, Bluetooth hoặc là bật chế độ máy bay cũng như là điều chỉnh độ sáng của màn hình. Đấy thì nó hơi khác một chút thôi, chứ còn cái việc vuốt từ dưới lên này thì chúng ta có thể thấy được ở trên các sản phẩm, ví dụ như là Bphone chẳng hạn này, hoặc là những cái sản phẩm Lê TV ngày xưa đấy, kiểu như vậy. Thì cái điều này thì chắc là nhiều bạn, các bạn cũng gặp rồi, chứ không phải riêng gì ở cái sản phẩm này cả. Đấy, còn lại thì chúng ta sử dụng như một sản phẩm bình thường mà thôi. Nhìn chung ấy là Lenovo Z5 là một trong những sản phẩm rất đáng mua ở trong cái phân khúc giá chỉ đâu khoảng 4 triệu rưỡi mà thôi. Mình có tham khảo giá ở Mobile City ấy, thì mức giá cho phiên bản rẻ nhất nó rơi khoảng là 4,4 triệu. Còn mức giá cho cái phiên bản cao nhất, cái phiên bản màu đen mà mình đang cầm trên tay này, thì như là giá của nó rơi khoảng 4,6 triệu. Nói chung là quanh quẩn quanh cái mức 4,5 triệu. Thì mình nghĩ là đây là một sản phẩm cực kỳ đáng mua. Thứ nhất là nó có một cái thiết kế đi theo cái xu hướng bây giờ, đấy là cái xu hướng camera kép đặt dọc ở phía sau cũng như là tai thỏ ở phía mặt trước. Đấy, có thể là có một số bạn thích, nhưng cũng có thể là có một số những bạn, các bạn ấy không thích cái điều này. Đấy, tuy nhiên là mình thấy là theo trào lưu thì đây là một cái thiết kế theo trào lưu. Đó, nó cũng sẽ có một cái sản phẩm với màn hình tương đối đẹp mắt, màn hình với kích thước là 6,2 inch, độ phân giải là Full HD này. Và đặc biệt nữa là cái sản phẩm này nó có một cái mức dung lượng RAM cực kỳ lớn, lên tới là 6GB RAM, kèm theo đó là một con chip Snapdragon 636. Bộ nhớ trong cũng khá ổn, lên tới 64GB. Và phiên bản Android cũng rất là mới, phiên bản Android 8.1. Đây là mình thử qua cái giao diện camera của sản phẩm này. Đây là camera trước của nó, camera trước độ phân giải là 8 megapixel đây. Góc cực kỳ là rộng luôn. Đó, và mình thấy tương đối ấn tượng với cả camera của cái sản phẩm này. Đó, độ chi tiết cho ra khá tốt. Và camera sau đây, camera sau hỗ trợ xóa phông đây, thì chắc là bên mình sẽ có những cái bài test ở trong những cái video khác. Còn các bạn cảm thấy sao về Lenovo Z5? Và theo các bạn thì với mức giá khoảng 4,5 triệu thì các bạn có bỏ tiền ra để mua sản phẩm này hay không?
xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.